Em chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn đến với kênh điện thoại của Hằng Tô ha. Hôm nay là ngày 18 tháng 2 năm 2023. Em có mấy dòng điện thoại giờ em vô em test máy báo giá cô chú anh chị nào em kia nào chốt liên hệ trực tiếp cho em nha. Số điện thoại của em 0939301439. Nay em có thêm số nữa là 0825 ha. 073091 0825073091. Cô chú anh chị nào mình ưng cái nào kết bạn Zalo với em cho xem máy kỹ hơn nha. Hồi bữa em ngồi mấy bên đây nè cô chú anh chị, bữa nay chồng em nó bon chen lết qua anh đây, nó hứng nước sơn cái chỗ của người ta nè, ta ngồi ta bị tạt nước sơn ta bỏ, hôm nay lết qua đây ngồi. Hôm trước có cái cặp vợ chồng kia ngồi ở đây nè bị tạt nước sơn thì ta bỏ ta đi qua bên kia rồi cũng ngồi kế bên em, mà hôm nay nó qua đây ngồi. Rồi bây giờ em vô test máy nha cô chú anh chị. Này iPhone 7 lút nè, iPhone 7 lút màu bạc ha, 128 GB. Em mới mở nguồn lên nha, máy này lau sạch nha. Em có tải sẵn Zalo, Facebook, YouTube rồi CapCut rồi tải sẵn hết cho cô chú anh chị Messenger rồi luôn nha, TikTok nữa nha. 128 GB để em vô cho cô chú anh chị mình xem. iPhone 7 lốt dung lượng 128 GB ha. Này là màn pin luôn nha. Rồi đây vỏ nó cũng tùy theo thời gian ha. Em có tặng kèm ốp lưng nha. Có tặng dây sạc luôn. Em chụp hình cho cô chú anh chị xem nha. Rồi nghe gọi các kiểu nghiêm chỉnh hết ha, chỉ mất vân thôi, mất vân tay, tặng ốp lưng, tặng dây sạc, có tặng phụ kiện ha. Rồi máy này em bán cho cô chú anh chị mình giá 2,5 triệu nha, 128 GB nha, ốp lưng đẹp quá luôn. Rồi con này cũng iPhone 7 luôn nha, 7 này 7 nhỏ nha. Cây nào em cũng có tải sẵn hết á cô chú anh chị, mình về chỉ để sim vô kết nối wifi là xài thôi nha. Đây cây này iPhone 7 32 GB, để em vô coi còn vân tay không em quên. Thêm dấu vân tay. Rồi thất bại rồi, cái này mất vân tay ha. Này mà quên. Trời ơi, nãy giờ em cầm cái máy lộn chứ. Cái này 32 GB giá 1,9 triệu nha. 1,9 triệu nha cô chú anh chị. Trần chụp hình rất là đẹp. Rồi em có 2 cây 6G. Sáu bốn ghi đây màn hình nè. Cái này còn vân tay ha. Cây 6G này còn vân tay. 64 GB. À, màu bạc.
cây 6G 64GB còn vân tay nha cô chú anh chị. Vân tay ai lao đồ, ai lao thì máy sạch ha, không vướng vân tay nha. Đây nè, em bán cho khách giá 1.400.000 nha, có tải sẵn hết. Trời ơi, 64GB còn vân tay 1.400.000. Rồi cây này 128GB nè. Để em coi còn dấu vân tay không. Trời, cây này còn vân tay luôn. Cây này 128GB còn vân tay. À, máy sạch không vướng ai lao, có tặng ốp lưng luôn nha. Cô chú anh chị mua máy bên em được tặng phụ kiện nha, được tặng dây sạc. Và cái nào có ốp lưng thì em tặng luôn nha. Đây em quay cái nào có ốp lưng là em tặng ốp lưng nha, còn cái nào không có là không có nha cô chú anh chị. Cái nào không có thì em chỉ tặng dây sạc thôi nha. Rồi cái này 128GB còn vân tay, em bán cho cô chú anh chị giá 1.600.000 ha. Rồi 1.600.000, 64GB thì 1.400.000, còn 128GB thì 1.600.000. Rồi iPhone 5S em mới về thì được mấy cây nè. Rồi iPhone 5S là em có 4 cây ha, 4 cây và 1 cây 5 thường là màu vàng. Rồi 5S của em là 750.000, còn 5 thường là 650.000 ha. Rồi máy đẹp, màn đẹp luôn nha cô chú anh chị. Nào mình có hơn được cây nào thì kết bạn Zalo với em ha, nói em rồi em quay cho cô chú anh chị mình xem máy trực tiếp luôn. Đây em test cho cô chú anh chị xem cái máy này, 5S bên em mà chụp hình là bao đẹp luôn. Máy riêng, màn riêng chứ không có thầy xước ám mốt gì hết nha cô chú anh chị. Đây màn của nó nè, còn cái lưng này là còn dán keo ha, mình mua về thì mình tháo keo ra là nó mới. Nghe gọi nghiêm chỉnh nha, 750.000, còn 5 thường thì 650.000. Rồi quay về Samsung, Samsung Z6 cộng ha, pin 3003, con này thì RAM 3, bộ nhớ 32, máy còn đẹp, cái lưng sau còn dán keo nè nha. Và màn thì cũng không có trầy xước gì luôn. Đây màn của nó nè. Rồi Z6 cộng máy đẹp nha, màn hình to nha, em bán cho cô chú anh chị mình giá 1.400.000 ha, tặng dây sạc luôn, máy đẹp trên 95%. Quên nữa chứ, để em test cam lại cho cô chú anh chị xem. Rồi cái máy có 1.400.000 mới len keng luôn. Âm thanh rồi. Cây này Samsung A10s em có 2 cây ha, 2 cây màu đen đều như nhau nha, pin 4000, RAM 2 bộ nhớ 32 ha. Đây RAM 2 bộ nhớ 32 pin thì 4000, Android 11 ha,
Rồi em bán cho cô chú anh chị này, cái cây này giá 1,4 triệu ha. À 10 ớt. Anh rau lên tới 11 lần nha cô chú anh chị. Rồi em có hai cây. Rồi tiếp theo em có cây Vinmart nè. Vinmart Line này gam 4 một nhớ 64 nhau cho anh chị. Rồi cây này máy cũng còn đẹp ha. Vỏ thì nói chung cũng tùy theo thời gian. Chân sạc IC. Rồi cây này gam 4 một nhớ 64 em bán cho cô chú anh chị mình. Rồi nó 3 camera luôn ha. 3 cam 1 đèn lát. Rồi cây này giá 1,9 triệu nha. Chụp hình đẹp không? Trời ơi chụp hình quá đẹp luôn. Rồi giá 1,9 triệu cây Vinmart này. Rồi tiếp theo có cây Apple A5S ha. A5S RAM 3 bộ nhớ 32. Rồi A5S này RAM 3 bộ nhớ 32. Rồi để em coi em cài đặt âm thanh ha. Máy đẹp trên 95% nha. Nói chung máy bên em là toàn là máy đẹp không nha cô chú anh chị. Còn máy nào máy xấu thì em là nói xấu ha. Nhưng mà đa phần là máy đẹp nhiều hơn nha. Rồi cái máy này em bán cho cô chú anh chị mình giá 1,450 triệu ha. 1,450 triệu. Rồi tiếp theo em có mấy con mi nha. Mi em có 3 cây nó có từng dòng khác nhau để bây giờ em vô em coi. Này là Redmi Note 5. Này Android 9 nè. Redmi Note 5 này RAM 3 bộ nhớ 32 nha. Màn hình còn đẹp nha. To nha. Máy màu xanh ngọc ha. Hai cam dập, một đèn led, còn vân tay ha. Rồi con Redmi Note 5 này em bán cho cô chú anh chị mình giá 1,4 triệu đi. 1,4 triệu thôi. Máy đẹp trên 95%. Em bán rẻ cho cô chú anh chị xài nha. Rồi em còn một con này cũng màu xanh luôn. Mi 6 rồ hả? Để em coi. Mi Note 6 rồ ha. Con này cũng RAM 3 luôn nè. Rồi mi 6 rồ này em bán bằng giá với con mi kia luôn nha. 1,4 triệu luôn. Còn bông tai luôn, RAM 3 bộ nhớ 32. Hai con màu xanh ha, còn con màu hồng này để em coi coi.
Con này Mia 1 gam 4 còn nhớ 32. Màng đẹp vỏ cũng còn đẹp. Chỗ không đầy xước gì hết ha, màng này. Rồi này gam 4 con nhớ 32. Con này em bán cho cô chú anh chị mình giá 1,5 triệu nha. Mia 1. Chút xuống. Hả? Anh chị nói chút xuống mà biết không? Chút xuống hả? Mia 1 còn con tay giá 1,5 triệu. Con này chi bể rim ha. Chi bể rim thì gam 3 con nhớ 32. Nó có đốm trắng hay đây hơi lật lợt nha. Thì máy tình trạng có sao em báo vậy nha cô chú anh chị. Vỏ xấu nè. Vỏ xấu hồi em bán rẻ cho cô chú anh chị mình mua ốp lưng ốp vô ha. Rồi cây này đáng lý em bán một đẹp thì em bán 1 triệu ha. Còn cái này vỏ nó xấu em bán cho bớt cho cô chú anh chị mình 50k thì mua ốp lưng. Tại vì con này nó màng rin nha. Màng rin chứ không phải màng lô mà bán rẻ ha. Nói chung là máy tình trạng có làm sao thì em cũng báo hết rồi. Thì cây này em bán cho cô chú anh chị mình 950, em kèm dây sạc, tặng dây sạc. Bên em bán điện thoại có tặng phụ kiện nha cô chú anh chị. Rồi cây này 950. Còn cây này hổm có chú kia chốt rồi, cái chú đổi qua 7218, cái cây 7 này hổm nay nằm đi luôn. Còn này A7 2017 nè. Đặt mày 15 ạ. À. A7017 gam 332 ha. Pin 36. Màn thì bao đẹp rồi, có cái vỏ nó hơi xấu nè. Rồi em bán cho khách. Bán cho khách giá 1,5 triệu nha. Triệu rưỡi. Rồi con Huawei. Huawei Nova 3E màu đen. Huawei 9 2019. Android 9, RAM 4, bộ nhớ 64 rồi. Cây này hôm nay em bán rẻ cho khách luôn. Rẻ bèo luôn, máy còn đẹp ha. Máy còn đẹp, không có trầy xước gì nhiều nha. RAM 4, bộ nhớ 64. Rồi em bán cho cô chú anh chị mình giá 1,5 triệu luôn. Em tặng kèm dây sạc luôn ha. Máy này màn hình to nha. Đây, em chụp hình nè. Đó. Chụp hình đẹp ha. 1,5 triệu. Rồi em xin kết thúc video tại đây nha. Cô chú anh chị nào chốt cây nào thì kết bạn Zalo với em, mà muốn xem cây nào thì nói em quay trực tiếp cho cô chú anh chị mình xem ha. Đây. Đây là địa chỉ nhà, phía sau lưng này là thông tin bảo hành của khách nha. Và ở 42 Phan Đình Phùng ha. Phường 2 thành phố Tân An Long An. Còn ở đây là người ta bắt chước vợ chồng em in cạc thì nó để mà không có số nhà nha cô chú anh chị mình. Mua máy thì nhớ để ý nha. Nó cũng in cạc thôi, nó có bảo hành, nó bắt chước nó bảo hành đó nhưng mà nó không có số nhà. Nó bảo hành ở ngoài sân vận động á. Cô nào cô đại anh. Rồi em xin kết thúc video tại đây nha.